Dạ, xin mến chào cô chú anh chị đến với kênh là Bonsai Mini tên là CT. Thì hôm nay vườn con đóng hàng cho khách thì sẵn đây con quay cho cô chú mình xem tham khảo luôn. Thì đây là những cây ngoạ tùng. Đó, những cây ngoạ tùng. Ngoạ tùng này thì hiện tại là vườn con có dáng bay với dáng đứng đứng như thế này. Đó. Thì cây đang phát triển rất là tốt, rất là ok. Đó. Và những cây ngoạ tùng này hiện tại là vườn con đang giao lưu với giá là 72.000 một cây nha cô chú anh chị. Ngoại tùng ha, cây đang phát triển cực tốt luôn nè. Đó. Còn đây là những cây tùng vạn niên. Tùng vạn niên thì cây cây này cao khoảng chừng 1m2, 1m3. Đó, rất là cao. Mấy cây tùng vạn niên mà dạng cao như thế này là vườn con đang giao lưu với giá là 7 130.000, 130.000 cây. Còn mấy cây nhỏ nhỏ lùng lùng như thế này là giá 72.000 một cây cho cô chú mình về làm bonsai mini. Cây đang phát triển tươi tốt, rất là đẹp luôn. Đó, cô chú mình ưng thì cứ liên hệ vườn con nha. Số điện thoại thì con để trên màn hình. Đó, tùng vạn niên và ngọa tùng. Ngoài ra vườn con có tùng kim cương, cây giống tùng kim cương đọt đỏ nữa nha cô chú. Cô chú mình ưng thì cứ alo vườn con nha. Cảm ơn cô chú mình đã xem và ủng hộ vườn con trong thời gian qua rất là nhiều.